Chào mừng các bạn đến với xe máy Đức Kiên nha. Chào Dương Chiến, chào Bea Hin nha. Cửa hàng có đủ tất cả các dòng xe cho mọi người nhé. Tôi buồn đi. Chào Bea Hin, chào Đạt Con nha. Chào Di Hin nha. Xe máy Đức Kiên nhá, chuyên mua bán trao đổi xe cũ xe mới nhá. ABD 2020 cửa hàng đang có con từ 37.900.000 nhé. Chào HD Tuấn, chào Thành An nha. Mọi người muốn hỏi dòng xe nào thì cứ để lại bình luận nhé. Và bên em sẽ trả lời mọi người từng con một nha. Chào Nguyễn Đặng Hậu. Cửa hàng có rất nhiều dòng xe nha. Hôm nay cửa hàng vẫn live bên xe ga cho mình nhé, để mình tham khảo từng con xe một ở đây. Mưa gió này khách vẫn ủng hộ cửa hàng nha mọi người. Chào Nguyễn Nhâm. SH các đời từ 2016 đến 2021, cửa hàng có rất nhiều. Đây. AH đen nhám đời 2019. Xe siêu đẹp luôn. Không có vết cháy xước gì cả. Chào Vũ Văn Thoại, chào Phạm Chiến. Abalet cửa hàng có rất nhiều nha. Chào Đình Trường nha. Tất cả dòng xe ga cửa hàng đều có nha mọi người. Mọi người hãy đến cửa hàng xe máy tại 237, 289, 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. Cửa hàng chuyên mua bán trao đổi các loại xe, từ xe ga, xe số, xe côn đến các loại xe khác nhau. Đặc biệt là quý khách có thể đổi xe cũ lấy xe mới nha. Cửa hàng có xe nha bạn ơi. SH125CBS đời 2021 xe mới tinh ấy, là cửa hàng có từ 79.900.000 là có xe rồi nhá. Xem chào Phạm Ngọc Thịnh, chào Nguyễn Khang. Đặc biệt là cửa hàng còn có hỗ trợ trả góp cho mình nhé. SH là chỉ từ 52.600.000 là mọi người đã có xe rồi nhé. Xe rất đẹp luôn. Cửa hàng có xe Lê Quý ơi.
Tí nữa nhân viên bên cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình nhé, thì SH đẹp màu 2018 ấy. Cặn xe đời phong 2020-2021 nhé, cửa hàng có rất nhiều luôn. Màu xám, màu trắng, màu đỏ, màu đen, cửa hàng đều có. Chào Nguyễn Nhâm, chào Minh Thành nha. SH đời 2016, cửa hàng có chỉ từ 60 triệu 900 nhé. S21 cửa hàng có rất nhiều luôn. Các đời từ 2016 đến 2021 cửa hàng đều có nhé. Các bạn support này, SH21 đời 2019 màu xanh bạc, bạn support xanh ABS. Xe lít cửa hàng có rất nhiều. Lít là từ đời 16 đến đời 2018 cửa hàng đều có nhé. Cửa hàng đang không có con xe nào tầm 30 triệu nhé bạn ơi. Thì Ablade cửa hàng đang có con thấp nhất từ là 34 triệu 800 đời 2019 nhé. Màu xám bạc đây. Các bạn AB 125 đến 150 cửa hàng đều có nhé. Cửa hàng đang có một con AB đời 2018 màu đen nhám, rất đẹp luôn. Xe không hề xước luôn. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào thì hãy đến cửa hàng để tham khảo nha. Xem xe trực tiếp và cảm nhận chiếc xe. Liberty Grandeur V3, cửa hàng đều có xe nhé. Chào Toàn Bật Ngọc. Đời 2017 form son nhập nhé, từ 70 triệu 900 là có xe rồi. Cửa hàng đang có một con SH đời 2015 cũng là độ lên form nhập ấy, là chỉ 55 triệu 800 thôi nhé mọi người. Chào Văn Văn, chào Vũ Hồng Kỳ nha. Chào tất cả. Chào mừng mọi người đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên nha. Cửa hàng có tất cả dòng xe cho mọi người tham khảo nha. Cửa hàng còn có bán cả xe mới và xe cũ. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào ấy thì hãy để lại bình luận, cửa hàng sẽ gửi link cho mình và báo giá cụ thể nhất. Đối với xe cũ thì cửa hàng đảm bảo chất lượng cho mình nhé. Còn đối với xe mới, cửa hàng cạnh tranh về giá. Những con xe ở đây cửa hàng đều bất lộc cho mình nha. Mọi người cứ đến cửa hàng tham khảo xe nhé. Thank you.
chào Vũ Hải, chào Phạm Cường nha. SH có rất nhiều luôn. Các đời từ 2014 này, 2015, 2016 và đến đời 2021 cả hàng đều có xe nhé. Mọi người tham khảo từng có xe cửa hàng. Cửa hàng xe máy Đức Kiên nhá, tại 237, 289, 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhá. Chuyên mua bán và trao đổi các loại xe, từ xe số, xe ga và các loại xe như là phân khối lớn. Và đặc biệt hơn là quý khách có thể trao đổi xe cũ lấy xe mới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nhé. Thì cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây. Mọi người muốn tham khảo dòng xe nào hãy để lại bình luận, thì cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình và tư vấn cụ thể cho mình luôn nhé. Chào tất cả mọi người nha.